với ai với đạo phật <laughs> ừ, các bé nhỏ cũng được gieo duyên niệm phật sớm giờ cũng lâu rồi thôi cho đi ăn bánh gì đi <laughs> nên à, nít mà gặp duyên à, cũng khác nhau thí dụ như có nhiều đứa thì cũng được đến cái nơi mà cô giáo đồ giữ nhưng mà đâu có được gieo duyên niệm phật đối với, ha à, rồi là gặp duyên không đồng, rồi nhiều đứa nhỏ nó cũng xin đến những gia đình mà khi cha mẹ đâu biết niệm phật đâu. Còn nhiều đứa thì nó được sinh một gia đình nó biết niệm Phật. Như uh, hai đứa bé nhỏ xíu đó. Uh, bé An, Khang An gì đó. Lễ Phật đồ đặc biệt. Với thằng trai mà mang mắt kiến. Lễ Phật đồ đặc biệt lắm. Nghiêm túc, dễ thương. Ha. Nên đó gọi là gặp duyên không đồng. Như mình, uh, như những đức đồ xin vào gia đình cấp còn nhỏ đâu biết niệm phật gì đâu nên gọi là gặp duyên không đồng là gì đó nên con người đặc biệt nhất là chúng ta từ khi còn nhỏ được giáo dục về nhân quả nên được có cơ hội dạy trẻ em nên gây dựng từ nhân quả ăn tổ ngày nói dạy nhân quả còn quan trọng hơn lương lý đạo đức nhớ nghe từ khi còn nhỏ dạy các cháu chữ chung đó. chung mà phải có trí tuệ trí chung chứ không phải ngu chung mà chữ chung là rất quan trọng chung với đất nước đó. chung với bạn bè cái đó là rất quan trọng thêm cái nữa là từ khi còn nhỏ dạy các giáo là mọi người có sự tín ngưỡng mình đừng nên tôn trọng cái tín ngưỡng của mình mà xem thường cái tín ngưỡng của người khác giống như mọi người có tín ngưỡng phật giáo hay là các đạo giáo khác nhưng mà nếu không hiểu thì có khi người ta lại uh, tôn trọng cái mà mình theo còn khinh biệt cái của người, người khác theo không đúng nên là các đạo giáo hòa thượng không thì nói rằng là không có đối lập các ngài toàn là những vị giác ngộ không có đối lập cái đối lập là cái người học của chúng ta bị đối lập thì viết rằng là loài người thì đều có thiện và ác chứ không thể nào chúng ta nói rằng là một cái đạo giáo nào đó xấu hết không có nó đều có cái thiện cái ác nằm bên trong phật giáo chúng ta cũng không cái nào nói rằng là thiện hết mà không có ác nó đều có cái ác và cái thiện nằm bên trong cái uh, chân thật và cái giả dối đều nằm trong đó hết có hết nên không thể nào một người sai mà chúng ta có thể uh, kết luận tất cả người đều sai nên uh, từ nơi đó mà mình là người học đạo với tinh nhân quả nếu như mình học mà mình tin nhân quả thì đặc biệt cái người học Phật mà mình tin sâu vào định lực nhân quả mình ít bị phiền não. Thí dụ như mình cũng biết thương con cái người ta. Như thí dụ như mấy người mà ta giữ nhà trẻ người ta cũng phải được rèn chữ nhẫn lắm. Thí dụ như cái người mà học Phật mà tin nhân quả, họ sẽ làm cái ngành nghề nào cũng đặc biệt. Họ có tấm lòng đặt tấm lòng lớn hơn. Thí dụ như bây giờ nếu giữ các trẻ em mà nếu mình nóng nóng tính sân si khó lắm như vậy, mình la lối nó giết nó sợ nó giết nó nó nó, nó, nó gặp mình giống như nó giết nó nó nó, nó, nó quảng hồn sợ hãi hết rồi sao được nên từ nơi đó mà cái người mà làm cô giáo rồi này kia rồi mà mầm non rồi này kia cũng phải luyện cái tâm chữ nhẫn nếu mà có được dụng công niệm phật lễ phật mà dịu tâm mà vui vẻ rồi đặc biệt lắm thật sự thí dụ như mình mà vui vẻ đi người ta đều thích mình mình vui vẻ dễ tính ta thích mình thích thích gần gũi người, người vui vẻ dễ tính thật sự cái người nào mà khó khăn khó chịu ít họ ít bạn bè khó khăn khó chịu hẹp hòi tính toán chi ly từng chút từng chút ít bạn bè cái người mà rộng rãi khoan dung vui vẻ quan hệ bạn bè nhiều ừ. nhớ kể. nên cái người mà niệm phật á vì để ý, ví dụ như Pháp môn tịnh độ như Đại Lão ở Thượng Tịnh Không rồi đi. Cái tâm của Ngài thích kết duyên. Cái tu duyên tu phước của Ngài lớn dữ lắm. Nên cái nhân duyên của các Ngài là nó giống như là nó trong nước ngoài nước khắp nơi nơi cái nhân duyên Ngài muốn chồng cái nhân duyên đó. Vì tại sao các Ngài muốn chồng cái nhân duyên thiện lành dữ vậy? Tại vì các Ngài nghĩ rằng các Ngài đời này vì cực lạc, các Ngài trở lại có vô lượng chúng sanh, có duyên. Tiếp tục hóa độ nên cái tâm gieo duyên đó nó quan trọng dữ lắm gieo cái hạt giống quan trọng ví dụ như mấy đứa nít đâu đi mà nó nó, nó nó niệm phật vài câu thôi nó giỡn cái này kia rồi mình quan hỷ vì sao vì hạt giống mình muốn gieo cho các cháu như bản thân mình hôm nay mà mình mà mà tin đúng không tịnh độ này cũng do cái hạt giống này mình đã được từng gieo đó mà bây giờ mình mới tin tịnh độ quý vị nên gieo cái duyên cho ta niệm phật là quan trọng lắm ta như nó rủ những người già đến nhà niệm phật là quan trọng nó tới lễ quan âm này bắt đầu à, ngày mai buổi tối này sáu giờ rưỡi chúng ta nói chuyện xong 7 giờ lễ quan âm nó từng nhà từng nhà từng nhà rủ người đến lại quan âm nó mình rủ mình có tính được bao nhiêu người chuẩn bị bánh trái rồi nước noi rồi chuẩn bị nó đãi những những vị bồ tát đến nhà mình tu tập quý vị biết rằng gia đình mà có cái người niệm phật là gia đình này thật sự may mắn đại phước báo trong gia đình đó mà có người niệm phật là phước báo không có diễn đâu Thì, à, nên thí dụ như người chồng đi làm mà người dở nhà niệm phật phước báo lắm trong diễn đâu vì nó kiếm người niệm phật không phải dễ đâu quý vị người ta có thể đi làm chỗ này chỗ kia mình để ý đi có những người người ta đi làm đồ quá trời luôn mà mình kêu người ta đi niệm phật là khó lắm quý vị kêu người ta ngồi niệm phật là khó kêu người ta ngồi kêu ta lễ phật là khó lắm á nhưng mà cái người chịu niệm phật lễ phật là cái người này phải thiện căn dày thiện căn họ rất là dày họ đủ duyên lắm họ mới gọi chịu ngồi niệm phật lễ phật nó cái chuyện ngồi niệm phật lễ phật nó không đơn giản đâu quý vị ơi nó nên nó một ngôi chùa ví dụ như một ngày mấy bà già bà tu bốn thờ mình lo cơm nước cho mấy bà nó xứng đáng lắm chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nên mình nói rằng á mình lo cho cái người già mà họ niệm phật á mình đừng có mà kiểu mà còn trẻ đó mà mình la lối người già họ mà tu bốn thờ đó không đơn giản quý vị mà được quay ngược lại đi quay ngược lại thử đi rồi quý vị kêu những cái người mà sức gia trong chùa đó mà đi tu bốn thờ đi thử đi sẽ thấy thí nghiệm thử bây giờ ai mà hộ trì cho họ mà đi tu bốn thờ thử đi rồi sẽ biết không đơn giản đâu nên những đức nói là thật sự là phải tập và phải quân tập á. Nên những đức nhìn những các cụ trong chùa một ngày với tôi bốn thờ. Thương lắm Nên cho bác ăn uống, cho bác ăn đầy đủ đi. Nó sẽ phước báo cực kỳ lớn luôn. Thật sự người già mấy vị. Mỗi người nó có thiện duyên khác nhau. Mình không có thể nào mình nói rằng là mình bắt ép họ mà họ giảng sanh gì cực lạc đâu. Giống như cái trái chuối mà đến lúc nó chín là nó phải già nó chín. Chứ không thể nào mà mình nói mình bắt cái trái chuối này nó phải chín thì không thể nào được đó nên mình có cái tâm nuôi con người là cái phước mình lớn dữ lắm nhưng nuôi bằng cái tấm lòng nuôi bằng sự thương yêu giúp cho họ vui giúp cho họ bình an giống mình nuôi cha mẹ mình vậy đó thí dụ như mình bây giờ mình học phật đi mình tin nhân quả đi mình biết ăn chay mình niệm phật phóng sanh đi mình đều là muốn phát thiện tâm mình về mẹ cha mình còn ăn mặn ăn thịt đi bản thân của chúng ta làm con mình phải nuôi cha mẹ mình chứ hồi đó mẹ của Hòa thượng Tịnh Không mà mà ngày giảng kinh tiếp pháp mẹ con lâu năm mới 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 gặp lại có lần ngày giảng pháp mẹ đến ngồi nghe pháp nhưng mẹ còn ăn mặn tại mẹ ngoài đời. Khi mà đến ở chung thì Hòa thượng Tịnh Không hỏi mẹ là mẹ đến đây mẹ có thèm ăn cái gì không? Nó có thèm ăn cá. Thì Ngài cho người ta mua cá Mà những người cư sĩ ấy, Tại gia mua cá Làm dùm cho cho mẹ Thấy chưa Nghĩa là cái phụng dưỡng cha mẹ là bằng tấm lòng Còn cha mẹ ăn chay hay ăn mặn gì Cái chuyện đó của cha mẹ Nhân quả của cha mẹ Còn bổn phận làm con là mình lo bằng cả tấm lòng của mình Chứ mình không có nói rằng Mẹ ăn, mẹ cha ăn cá ăn thịt đỏ địa ngục đó nghe mình Nói nó mang cái tâm sân si là nó tạo nghiệp chứ còn họ ăn thịt ăn cá là cái nhân viên của họ Còn mình ăn chay là nhân viên của mình Đó Nên từ nơi đó mà những Đức nói Khi mà những Đức ở trong chùa mà nuôi người già quý vị Là những Đức chân thật những Đức cố gắng rèn luyện mình thương các cụ thôi à. Chăn thật thương các cụ để cho cụ niệm Phật à. Mình nói gì thế giới cực lạc tốt đẹp vậy thôi Tùy các cụ Chứ mình không có đặt cái áp đặt quá quá nặng Người mà đặt áp lực cho nặng cho họ Để giảng sanh mình sẽ phiền não Nhớ kỹ nghe quý vị Vì tạo áp lực nặng cho họ giảng sanh là quý vị bị phiền não đó Là quý vị đang ôm gánh nặng cho mình đó Mà họ cũng không thành tựu giảng sanh Mà nó lại trở thành kết cái nghiệp Kết cái nghiệp Không phải tu hành Mà mình làm cho họ giảng sanh đâu Không phải đâu bậy quá Cái giảng sanh là thiện duyên Còn mình nè Mình giải quyết mình mới là đúng nè Mình giải quyết mình mới là thật sự đúng Chứ không phải là mình giải quyết cho họ giảng sanh đâu Không phải Không phải điều này chắc chắn quý bị luôn. Nó... Nên những đức nói rằng là có khi những anh em mà sống chung với những đức ở trong chùa, Nhân đức nói rằng sau này tới anh em đưa người già cứ thương đi, cứ chân thật mà thương đi. Hôm nay có được chút đỉnh tiền mua đồ ăn ngon cho cụ ăn đi, cho cụ ăn đầy đủ đi. Mình nói với cụ rằng cụ ơi, hôm nay con có được người ta cúng chút đỉnh tiền, bữa nay con nấu đồ ăn ngon cho cụ thiệt ăn ngon, ăn đầy đủ. Ngày mai nếu mình ít tiền thì con cùng với các cụ ăn ít nghe các cụ Bà nghe câu đó bà vui trong lòng Bà có tiền trong túi nhiều bà đưa cho mình tiếp tục Mình nấu đồ ăn ngon cho ba Từ nơi đó có ăn hoài vậy đó Còn nếu như mà mình có chút ít Mình cứ nhín 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 mình ăn Người ta sợ Người ta sợ mình nhín 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 đó là mình không có tiền Nên từ nơi đó người ta đi dành tiền bỏ trong túi người ta Lỡ mà mình hết tiền thì người ta còn tiền Đó cái tâm lý người ta vậy đó nên khi những đức nuôi chúng như đức kinh nghiệm lắm Cứ cho người ta ăn đầy đủ đi Người ta đi đến chùa đừng có than Đừng có than Mình là học Phật đừng có than Đó. Mình than người ta sẽ tránh mình Chứ không phải ta thương đâu Tại vì mình than á, là cái cái tâm mình nó nó keo kiệt Nó rít rắm Khi nó keo kiệt rít rắm thì cái phước nó không đến được Con người học đạo là phải mở tâm lượng ra Mình nghèo nhưng mà nhìn mình không giống nghèo Mình không có giàu nhưng mà mình mình giống như người giàu đó, Tại vì cái tâm mình nó rộng nó mở rộng tâm ra nhiều con người khổ lắm quý vị ngày hôm nay ăn ngon vậy đó chứ cứ nghĩ cứ nghĩ là ăn này ngon biết ngày mai có đồ ăn ăn nữa không thấy chưa bên nay ăn ngon cũng không được buổi nữa nay ăn ngon mà không được buổi nữa mà tính ngày mai không có ăn rồi sao làm cho cái buổi ăn bữa nay cũng không được cái gì đó. nên con người sống phải nhận thức được cái ngày hôm nay Quý vị mà có cái tâm thì phước vị lớn lắm Có nhiều người ở đó hỏi như Đức tại sao mà Nuôi hai ngàn người mà đầy đủ như vậy Nhưng Đức nói chỉ cần chăng thật nhiệt tình Lo cho họ nhiệt tình cho họ vui An tâm cho họ đi Thì người ta nhìn mình Người ta quan hỷ Người ta hộ trì mình Thí dụ như đi Mình lo cho các cụ nhiệt tình bằng cả tấm lòng mình Thì sao thì mấy bà cụ ai mà đi đến chùa Mấy bà cụ bà nói cho người ta nghe Ờ à, Không có giỡn đâu quý vị ơi Quý vị nói người ta sẽ nói mình kêu gọi Nhưng mà mình nuôi bà nhiệt tình chăng thật Thì mấy bà già bà nói Con cái bà đến, đến thì bà nói Con phụ thầy nuôi mẹ đi con Thầy cũng lo chăng thật nhiệt tình Không lo đầy đủ dữ lắm con ơi Thấy không đó Rồi bà tử đến chùa Thì mấy bà nói thầy ông nuôi tôi nhiệt tình lắm ông lo tôi đầy đủ lắm ông thương tôi lắm ông trọng tôi vui vẻ ông làm cho tôi vui nó phật tử người ta nghe vậy nó ông này ông thầy được ông này tốt nghe hộ trì ông nuôi người già nên cái chùa nó phước báo nó tăng 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 lên như đó còn mình nói ra mình kêu gọi người ta thì người ta nói mình nuôi mà than thở mình lo tới cụ nhiệt tình thì mấy bà già bà tự nói mấy anh em mà lo cho người già mà nghe qua công đoạn này nên ngồi suy nghĩ lại nó nên ngồi suy nghĩ lại tại đó là những việc mà những đức vừa truyền tải cho quý vị cư sĩ đây nuôi cha mẹ mà những đức cũng truyền tải cho các anh em huynh đệ những đức đang nuôi cụ già đó thật sự mà nói con người nên mở tâm ra để thích nghi và tiếp nhận nó sẽ giỏi nó sẽ giỏi chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu hồi đó mà những đức đi đến chùa hộ pháp xin thứ quý vị nghe những đức không có tiền bạc gì hết trơn Ngôi chùa Pháp năm xưa không có phương tiện gì Chỉ có ngôi chùa thôi Đó Vậy mà gây dựng ra mấy ngôi chùa đầy đủ Vậy nghĩ cỡ nào chưa Là ngay chỗ nào biết không Là thương các cụ, nhiệt tình lo cho các cụ Mình càng lo các cụ mình mới tin Là nhan quả rồi mình mới tin vào cái chỗ là Họ sẽ chừng nào người nào giảng sanh Là họ có duyên phước hết rồi Phật Bồ Tát độ sanh vô lượng kiếp Mà phàm phu muốn độ một đời Nếu một người nào mà nuôi người già mà nói rằng Tôi sẽ làm cho mấy bà già giảng sanh rồi quý vị sẽ biết liền Quý vị làm con Tôi sẽ làm cho cha mẹ tôi giải sanh Quý vị sẽ biết liền Biết là phiền não sẽ đến với quý vị liền Sai không đúng Mình chỉ là giúp cho họ Tăng thượng duyên Chứ không phải là mình làm cho họ giải sanh Như mỗi ngày những đức tu với vị vi tu Những đức là tăng thượng duyên đó Rồi những đức đem với một tình độ nói Nó thù thắng là tăng thượng duyên Ai không tăng thượng duyên thì nghĩ niệm Phật còn ai mà tăng thượng duyên thì thích niệm phật đó y viết rất rõ ràng nên từ nơi đó mà mỗi một người học phật phải tin nhân quả còn mỗi một người ngành giáo dục thì dạy cho con người ta chữ chung dạy cho con người này sống với một đất nước chung cả cuộc đời không bao giờ dám phản cái đất nước của mình dù mình đi đến đâu mình cũng tôn trọng cái đất nước của mình Thấy không mà tôn trọng đất nước mình biết tôn trọng đất nước người ta mình không có tâm cười chê người khác đâu. Thật sự mình không có tâm nó đâu. Ừ, thật sự. Nên từ nơi đó mà dạy con nít cái đó rất là quan trọng. Còn đối với người già mình thương, con nít mình thương mình dạy. Đối với người già mình thương mình chăm nom. Những cái việc này rất là quan trọng trong cuộc đời. Nên những đức nói từ khi những đức gặp Phật pháp, những đức thích kết duyên với đó Rất là thích kết duyên. Nên mấy đứa nít ví dụ như mà Phật tử Bình Sơn đi dạy mấy cháu nhỏ đồ nãy nọ nên từ nơi đó mà những đứa kia mua kẹo mua bánh cho ăn thì thì tự nhiên các cô làm mà, mà các cô nêu những đứa mấy đứa nhỏ nó gặp những đứa nó có duyên gặp những đứa chào đồ nó chịu đi vặt theo thấy không đó nên từ nơi đó lời nói mình thôi mà mình cũng kết duyên nên những đức nói rằng là cứ thương con người ta như như là mình thương con mình mấy cháu nhỏ đó là nó lợi chỗ đó là nó có thiện duyên đó chứ không phải đứa nhỏ nào nó cũng lợi ngay cái chỗ niệm phật đâu nhiều đứa nhỏ mà đâu có lợi gặp cô giáo niệm phật đâu quý vị nhưng mà mấy đứa nhỏ lợi ngay cô giáo đó niệm phật là nó có gì nó... nên nó giống như có nhiều đứa nhỏ mà lớp đầu làm con những đứa nghe nó đeo cái máy niệm phật như mình nó vô tới trong trường học nó đeo đó nó làm gì mà nó vô nó gặp ngay cô giáo đó niệm phật nó lạ chưa gặp ngay cô giáo niệm phật luôn nó... nên từ nơi đó mà có nhiều đứa thiện căn nó lạ với lắm nên mỗi người mình phải tin nhân quả Nên mỗi người mình phải nhớ kỹ nha quý vị Được mà mỗi ngày tu tập về là quý lắm á Nhất là những đứa thấy mấy cô mà đủ duyên Thờ nào cũng được lên tu Những đứa nói mấy cô là số 1 Không đơn giản Cuộc sống bây giờ mà ngày nào cũng được lên niệm Phật Mà cái đậu tràng không chung giờ này Mà 7, 800, 8, tám chín 1 ngàn người Không đơn giản quý vị ơi Cái này là thiện duyên thù thắng lắm Thấy không nên gia đình mà có người niệm Phật là báo vật ở trong nhà đó. Nhớ đó. Mấy cô, mấy chú mà đang niệm Phật đây ở trong nhà. Nhà đó là báo vật á Đúng là mấy ông chồng phải thương mấy bà dữ lắm. Đi làm để mua bánh đem về cho ba ăn đồ này kia. Đồ. Nè báo vật của tôi. Thấy không? Mỗi ngày niệm Phật cho tôi. Thấy không? Để cho bà nhà niệm Phật. Bốn năm thờ niệm bà niệm Phật đi. Rồi cái nhà đó vì sẽ thấy. Tự nhiên cái nhà nó hạnh phúc lạ kỳ. Đó. À bước về nhà rồi đi làm tranh thủ về nhà vì cái từ trường nhà nó tốt quá người niệm phật cái từ trường trong nhà nó tốt dữ lắm quý vị dẫn đâu gia đình bị để máy niệm phật xuyên suốt trong nhà đi rồi vị sẽ thấy cái từ trường trong nhà bị tốt nó dụ như mấy cô bổn sen bình định được này kia đồ đó mình tập trung với bà cụ niệm phật cái từ trường nhà nó tốt dữ lắm bà cụ già già với niệm phật nên từ nơi đó mà rảnh được niệm phật là thù thắng nhất nên cái mang cái niệm tâm niệm niệm Phật đi Ý niệm của mình mỗi câu vật kiểu đó là Vô lượng công đức phước duyên đó Cứ chân thật mà làm Từ hôm nay những đức có duyên cứ là Ngày nào cũng năm thời những đức cố gắng Gây dựng cho mình luôn Gây dựng cho mình Còn thứ bảy mỗi buổi 12 giờ khuya đừng có bỏ Còn ai mệt thôi nghe Không ép nghe không Chúng nó ông thầy Đức cũng kêu Ông Đức cũng kêu, ông này cũng kêu tu, tu tu giết đuối quá Thấy không Tùy vị nghe Vô tu được phải khỏe, khỏe Còn nếu mà đuối thì đừng có vô Còn những đức thì cố gắng ngày dựng mình thôi Bây giờ vì mình có thời gian để mình tu tập Mình cố gắng Còn đầu ngày mai bắt đầu phát động chương trình lễ quan âm Để cầu nguyện cho chúng sanh được bình an Và người mắc được siêu thoát Chúng ta cùng phát tâm để lễ Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị Chúc quý vị an lạc nha A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi